Warren Buffet nổi tiếng với câu nói Nếu muốn đi thật nhanh, thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa, thì hãy đi cùng nhau. Nhà tỷ phú này khẳng định lại tầm quan trọng của người đồng hành trên con đường đi đến thành công. Việt Nam ta nói về sự phức tạp của con người như sau. Sông sâu, biển thẳm dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người thế nên bạn không thể chọn sai người đồng sáng lập bởi vì nếu bạn chọn sai bạn sẽ mất không những thời gian tài chính mà còn mất cả khát khao niềm tin vào con người palance thấu hiểu điều đó nên sẽ trao cho bạn khóa tương tác tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp với những nội dung cụ thể trọng tâm nhằm giúp bạn tìm được người đồng hành đến bến thành công một cách bền vững những chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm đảm nhận các chức vụ quản lý cao tại các tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau của nhiều nước trên thế giới sẽ đồng hành cùng bạn trong khóa học này. Họ đang sở hữu các học vị như tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Cùng nhau, họ đã đạt được thành tựu vô cùng đáng tự hào là phát triển công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam cùng với khát vọng phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Với mục tiêu tối thượng, giúp tăng thu nhập người Việt Nam trong top đầu các nước ASEAN. Khóa học này sẽ mang lại cho bạn 3 điều. Thứ nhất, bạn có cơ hội hiểu rõ về chính mình. Thứ hai, bạn có thể đọc vị được người đang đồng hành cùng mình. Liệu rằng người đó có cùng đi đến thành công với mình hay không? thứ ba, bạn sẽ yên tâm rằng công ty của bạn sẽ không thuộc vào nhóm 96% các công ty phá sản trong vòng 10 năm đầu thành lập. Người có ý định khởi nghiệp, người đang khởi nghiệp, giám đốc điều hành hay bất cứ ai muốn kinh doanh thành công là những đối tượng vô cùng thích hợp để tìm hiểu về khóa học này. Với kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Palance luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất. Và đặc biệt, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia để hiểu sâu hơn về bài học và được nhận về các lời khuyên trọng tâm trị giá bằng cả cuộc đời của các chuyên gia của những người thành công trị giá hơn 100 triệu đồng nhằm giúp bạn trở thành người có thu nhập cao trong tấp đầu ASEAN và trở thành doanh nhân thành công nhanh chóng, bền vững. Đó là khát vọng, là mục tiêu chính của Palance. Tại sao Palance lại trao cho bạn bí kíp trị giá từ hàng trăm triệu đồng như vậy? Tại sao có công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp lại cả gan dám trao công nghệ hành nghề? Sau nhiều trăn trở, cân nhắc, Palance quyết định trao cho bạn những bí quyết kèm theo quy trình, biểu mẫu, áp dụng cụ thể để bạn trở thành người có thu nhập cao trong top đầu ASEAN. Đó là khát vọng, là sứ mạng của Palance lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp dám làm điều này. Thì Balance cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Balance bằng cách không chia sẻ, không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí kiếp khác, giúp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn. Ngoài khóa tương tác, tướng và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp này bạn hãy thực hiện năm bước sau sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, tài chính và giúp bạn khởi nghiệp thành công nhanh và bền vững. Để biết bạn có khả năng kinh doanh hay không, thì hãy thực hiện bước 1, tính cách nghề nghiệp. Ngoài ra, bạn còn được tặng 150.000 đồng thực hiện full bước 3, cùng trải nghiệm những bức tranh rõ ràng về kinh tế. Tiếp theo, bạn có thể kiểm tra năng lực bằng cách trải nghiệm và giải quyết tình huống kinh doanh thực tế. Kế tiếp, bạn trải nghiệm được kiến thức, kinh nghiệm hiện tại tại bước 5 là học làm hiệu quả. Và bước cuối cùng, bạn sẽ biết được mình có tính kiên trì hay không để vượt khó thành công. Để thành công nhanh và bền vững, bạn là triệu phú sẽ đồng hành cùng bạn trên con đường sự nghiệp sắp tới. Mọi thắc mắc về công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam, bạn hãy truy cập vào trang web bạnlà triệu phú.com Balance chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe